Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3081 Anh quyết định sau khi rời khỏi đây sẽ đi tìm Chu Tước Thần Quân hỏi một chút. Lúc này, ở bên ngoài đại giới ma hắc ám ở ma địa. Thủy miểu miểu đứng sừng sững ở trong không trung, xung quanh là lôi điện dày đặc, ở trên cao hơn nữa còn có một biển sấm đang nổi lên, thỉnh thoảng đánh rơi vài tia chớp. Phạm vi bao trùm của biển sấm rất rộng, khoảng chừng hơn 5 km xung quanh. Trong 5 km đổ lại thì tất cả sinh vật đều bị tiêu diệt. Ở ngoài 5 km thì từng nhóm cường giả hải tộc đứng ở trong không trung, cảnh giác với động tĩnh của bốn phía. Đứng ở trước những cường giả hải tộc đây là một người đàn ông trung niên mặc áo giáp, trong tay cầm cây ba đinh, khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ trên người của ông ta, rõ ràng là một vị tu hành giả cấp thần quân. Đại nhân Thiên Ngư tu vi của điện hạ tăng trưởng quá nhanh rồi, mấy ngày trước còn đang khổ não ngưng luyện ấn ký sinh mệnh mà giờ đây đã độ kiếp rồi. Một tu hành giả hải tộc bên cạnh người đàn ông trung niên cảm thán nói. Những người hải tộc khác cũng đều gật đầu, cái tốc độ tăng trưởng này chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. Audio điện tử võ tấn bền Phần lớn tâm trạng của người đàn ông trung niên này đều đang lo lắng cho Thủy Miểu Miểu đang chuẩn bị độ kiếp, trầm giọng nói, Điện hạ có thiên tư vô song, lần này chỉ sợ là đã đạt được ở trong ma địa, cho nên mới có thể tiến vào cảnh giới nhanh như vậy. Không sai, vốn chúng tôi nhận được tin tức nói rằng Điện hạ bị tên Giặc Đường Tuấn bắt đi nên mới vội vã chạy tới, hiện tại xem ra tên Đường Tuấn kia sớm đã bị Điện hạ chỉnh đốn xong xuôi rồi. Hừ, một tàn dư của thiên khí chi địa thôi mà cũng dám ra tay với Điện hạ. Nếu như cậu ta bị Điện hạ xử lý xong thì coi như cậu ta may mắn bằng không đợi tới lúc rơi vào trong tay tôi thì nhất định phải khiến cậu ta muốn sống không được chết cũng không yên điện hạ luôn không có cảm tình gì với bọn đàn ông xác suất điện hạ xử lý tên đường tuấn này rất cao phỏng chừng không có cơ hội cho chúng ta ra tay rồi một đám người tán gẫu tâm trạng vô cùng vui vẻ có thể tận mắt thấy thủy miểu miểu nữ hoàng tương lai của hải tộc đột phá là vinh hạnh của rất nhiều người phá cho ta trên bầu trời thủy miểu miểu khẽ quát một tiếng cây ba đinh hoàng kim đâm tới phía trước, khiến lôi điện trước mắt dần mở đi. Sau khi cô ta dùng hai giọt nước thái cổ, sự sống trong cơ thể dâng trào cuồn cuộn mãnh liệt, gần như là vô hạn. Sắc mặt của người đàn ông trung niên khế thay đổi, chợt thở dài nói, không nghĩ tới điện hạ lại có dũng khí và sức mạnh như vậy. Sau lần đột phá này, trong thế hệ thanh niên của Trung Ương Ngân Hà, Điện hạ sẽ là người đột phá đầu tiên. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, đại giới ma hắc ám bắt đầu khởi động. Tiếp theo một bóng dáng bay vút ra từ trong bóng đêm vô tận. Cuối cùng cũng ra được rồi. Triệu Huyền bay ra khỏi đại giới ma hắc ám, tuy anh ta là kẻ mù đường nhưng dựa vào việc cảm ứng lôi kiếp trong trời đất, đương nhiên anh ta sẽ tìm được con đường ra ngoài. Chương 3082. Anh ta vừa xuất hiện, trên bầu trời lại xuất hiện biển sấm thêm lần nữa, lôi đình chi lực quấn quanh anh ta, tiếp theo từng lôi đình chi lực đánh rơi từ trong không trung xuống người của anh ta là Triệu Huyền của Vạn Diệu Cung. Đám người của người đàn ông trung niên nhận ra thân phận của Triệu Huyền, khẽ thay đổi sắc mặt. Có người nhìn lôi kiếp của Triệu Huyền, trầm giọng nói, đại nhân thiên ngư, người này vậy mà lần lượt đổ kiếp chung với Điện Hạ, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến Điện Hạ, không thì chúng ta nhân cơ hội này tiêu diệt cậu ta. Ánh mắt của người đàn ông trung niên liên tục thay đổi, nói, dù sao cậu ta cũng là thần tử của Vạn Diệu Cung, ở đại hội Vạn Tiên này biểu lộ ra nhiều tài hoa, không cần thiết làm kẻ địch với vạn diệu cung vì cậu ta. Hôm nay thời buổi chính trực rối ren, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Sắc mặt của ông ta trở nên dữ tợn, nói nếu như cậu ta thật sự ảnh hưởng đến điện hạ, vậy thì đáng chết. May là nơi thiên ngoại này rất rộng rãi, tuy rằng độ kiếp của triệu huyền cũng chiếm diện tích hơn 5 km, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì đến thủy miều miều. Thủy miểu miểu không ngừng huy động cây ba đinh chém gãy sấm sét, khí tức thần thánh trên người cô ta càng ngày càng nồng đậm. Lôi kiếp của điện hạ sắp kết thúc rồi. Ánh mắt của người đàn ông trông rất vui mừng, lôi kiếp của thần quân hầu như là thập tử nhất sinh mới vượt qua được, như thủy miểu miểu thì coi như ít thấy hơn. Nhưng vào lúc này, đại giới ma hắc ám lại bắt đầu khởi động, tiếp theo một vài người xuất hiện ở trong tầm mắt của đám người hải tộc. Đường Tuấn, Hứa Vô Sơn, Hoàng Vô Tấn. Người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy đám người này, sắc mặt nhất thời u ám, về phần con thú cưng giống chó bên chân đường tuấn kia thì bọn họ căn bản không để ý tới. Các người bắt công chúa đi rồi mà còn dám xuất hiện. Người đàn ông trung niên hung hãn nói, bắt bọn họ lại cho ta, chờ sau khi công chúa vượt qua lôi kiếp để điện hạ tự mình xử lý. Ông ta là thần quân, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang sức mạnh thần thánh, lúc này là thời điểm mấu chốt độ kiếp của Thủy Miểu Miểu, ông ta cũng không dám tùy tiện ra tay, rất sợ quầy dày đến Thủy Miểu Miểu. Cùng lúc đó, nhiều cường giả hải tộc ép buộc đường Tuấn bọn họ phải qua đó. Ánh mắt đường Tuấn nhìn Thủy Miểu Miểu vừa hay nhìn thấy cảnh Thủy Miêu Miểu dùng cây kích lôi vân vào một cái lỗ, liền lẩm bẩm nói, người phụ nữ này thật là hung dữ. Người đàn ông trung niên nghe vậy đắc ý nói, đương nhiên, điện hạ của chúng tôi là cường giả số một thế hệ trẻ của hải tộc, là nữ hoàng tương lai, sức chiến đấu vô song, không biết bao nhiêu người đã ngã xuống dưới cây ba đinh hoàng kim. Cường giả của hải tộc biện hộ, Người đàn ông đó không coi hai chữ hung dữ là có hàm ý xúc phạm. Giọng nói của hai người không lớn, nhưng linh cảm của Thủy Miểu Miểu lúc này cực kỳ nhạy bén, cô ta có thể nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người. Chương 3083. Đặc biệt là khi nghe được cuộc lời của người đàn ông trung niên đó thì thân thể mỏng manh của Thủy Miểu Miểu đột nhiên run lên, sắc mặt tái nhợt, thầm nói, không phải như vậy. Mặc dù những gì người đàn ông trung niên nói là sự thật, nhưng không hiểu sao cô ta không muốn trở thành loại phụ nữ cuồng bạo lực trong mắt Đường Tuấn. Tâm trí rung động một hồi, đột nhiên Thủy Miểu Miểu bị sấm sét đánh tới, hình dáng ngã xuống rất nhiều. Công chúa yên tâm, tuy rằng ta không thể ra tay, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức thu phục tên xấu xa này và chúc mừng người. Công chúa có thể yên tâm qua động kiếp. Thấy vậy, người đàn ông trung niên hét lớn, ý của ta không phải như vậy. Khi Thủy Miểu Miểu nghe những lời đó, cơ thể mỏng manh của cô ấy run lên vì tức giận. Người đàn ông trung niên hoàn toàn hiểu sai ý của cô ta. Công chúa đừng kích động, đây là những gì ta nên làm. Biểu cảm của người đàn ông trung niên đã làm tròn bổn phận của mình. Những người này chưa đủ để bản khuyển ra mắc kẻ răng, tên nhóc, nhanh chóng bỏ phòng ấn khuyến ra ra tôi ra, tôi sẽ giúp cậu xử lý bọn họ. Hai mắt A à bảo lóe lên vẻ hung tợn, nhìn chằm chằm vào cường giả hải tộc đang không ngừng tới gần, nước miếng chảy xuống. Lúc này, tu vi của nó gần như bị phong ấn hoàn toàn, thực lực cũng không có bao nhiêu, thực sự cũng không khác với một con chó thủ cưng là bao. Quả nhiên là kiêu ngạo, ngay cả thú cưng cũng kiêu ngạo như vậy. Người đàn ông trung niên diếu cợt nói, thế nhưng cường giả hải tộc ta không sợ hãi, nhất định phải bắt được ngươi về dâng lên cồn chúa điện hạ. Nhìn thấy một trận chiến sắp nổ ra, lúc này đột nhiên thủy miểu miểu bộc phát thần uy cây ba đinh hoàng kim trong tay giống như một cột trống trời, đánh tan vài đám mây giống trên không trung. Biển sấm trên đầu cô ta lập tức tiêu tan, trên người tỏa ra khí tức thần thánh. Động tác của nhiều cường giả hải tộc tạm dừng, sau đó tất cả đều quỳ gối trong khoảng không, đồng thanh hét lên, chúc mừng công chúa Điện Hạ đã tiến vào cảnh giới thần quân. Luồng âm thanh hùng tráng lan tỏa khắp thế giới. Thủy Miểu Miểu mặc một chiếc váy màu xanh lam nhạt từ trên trời từ từ bay xuống, một âm thanh thiên địa bùng nổ giống như nữ thần nước. Người đàn ông trung niên kính cẩn nói, "Chúc mừng điện hạ đã tiến vào cảnh giới thần quân, tôi lập tức ra tay bắt Đường Tuấn. Đến lúc đó hải tộc ta sẽ có được bác sĩ Nghịch Thiên, còn gọi là niềm vui nhân đôi." Thủy Miểu Miểu do dự một chút rồi nói, "Tướng quân Thiên Ngư, hãy đưa người về trước đi chuyện ở đây cho ta xử lý." Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, Điện Hạ vừa mới đột phá cảnh giới thần quân, thực lực còn chưa được gia cố, vậy để thì hãy để tôi. chương 3084 Mặc dù Thủy Miểu Miểu là nữ hoàng tương lai của hải tộc, nhưng nếu Đường Tuấn bị bắt và hải tộc có được hai bác sĩ tài năng thì sẽ là thành tích lớn đối với ông ta nên đương nhiên ông ta không cam tâm từ bỏ như thế này. Thủy Miểu Miểu cau mày nói, thiên ngư tướng quân, ông đang nghi ngờ thực lực của ta sao? Thiên Ngư cười nhẹ nói, thuộc hạ không dám. Tôi chỉ cho rằng điện hạ vừa đột phá, thực lực không đủ bắt Đường Tuấn nên để thuộc hạ giúp đỡ thì thích hợp hơn. đủ rồi. Đột nhiên Thủy Miểu Miểu hét lên đầy tức giận. Phòng phồng, Thiên Ngư lùi lại hai bước với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ông ta đã đột phá cảnh giới Thần Quân nhiều năm rồi nhưng vẫn bị kinh ngạc làm cho lùi lại bởi một câu nói Thủy Miểu Miểu vừa mới đột phá cảnh giới này. Loại thực lực này. Ánh sáng trong mắt Thiên Ngư lóe lên không ổn định mang theo vẻ kiêng rè. Ngay cả khi vừa rồi không có sự chuẩn bị thì thực lực của Thủy Miểu Miểu cũng vẫn vô cùng đáng sợ. Đây thực sự là vừa mới đột phá cảnh giới thần quân sao. Có phù hợp hay không là do ta quyết định, tướng quân thiên ngư, ta ra lệnh cho ông mang người rời đi ngay lập tức. Thủy Miểu Miểu cao mày, trong đôi mắt đẹp chứa đựng sự tức giận. Ánh mắt tướng quân thiên ngư di chuyển qua lại trên đường Tuấn và Thủy Miểu Miểu cuối cùng nói với giọng điệu cảnh cáo, điện hạ là công chúa của hải tộc có thân phận cao quý trong tương lai sẽ là vua của hải tộc mà hắn chỉ là một tàn dư của thiên khí chi địa tôi hy vọng điện hạ có thể suy nghĩ về thân phân của mình và đừng làm mất mặt hải tộc chúng ta sau khi nói xong tướng quân thiên ngư rời đi cùng các cường giả hải tộc khác xin lỗi vẻ mặt mạnh mẽ của thủy miểu miểu dịu đi cô ta nhìn đường tuấn có ý xin lỗi đường tuấn nói đa tạ mặc dù thực lực của thiên vũ không phải là mối đe dọa lớn đối với hắn nhưng tốt hơn hết là không nên để lộ sức mạnh của hắn trước sau khi bước vào cảnh giới động hư đỉnh phong đường tuấn cảm thấy thực lực của mình đã trải qua sự thay đổi hoàn toàn thậm chí còn muốn giao chiến với thần quân để kiểm tra sức chiến đấu của mình đúng lúc này trên bầu trời cao bên kia triệu huyền cũng thành công đột phá lôi kiếp đạt tới cảnh giới thần quân pháp môn của vạn năng cung có ý nghĩa khám phá những bí ẩn của thế giới với sự trợ giúp của nước Thái Cổ sẽ thật kỳ lạ nếu Triệu Huyền vẫn có thể chết trong lôi kiếp. Triệu Huyền đứng trong khoảng không cười ngung cuồng, ha ha ha. Từ hôm nay trở đi, danh tiếng bảo tống thần quân sẽ vang dội khắp tinh hải. Mọi người bên dưới đồng thời giật giật khóe miệng, tuy rằng có vài vị thần quân có tên rất kỳ quái, nhưng cái tên Triệu Huyền nhất định là một bông hoa kỳ lạ trong số những bông hoa kỳ lạ. Trường 3085, nếu cái tên này được truyền ra rộng rãi người khác sẽ nghĩ gì về vạn diệu tiên môn? Trong vạn diệu tiên môn có bảo tống thần quân sao? Đánh mình một cái, triệu huyền hoàn toàn không ngờ tới điều này, trên mặt kiêu ngạo tràn đầy nụ cười, từ trên trời đáp xuống, nói, lão đường, quả nhiên đi theo cậu sẽ có thịt ăn. Khi anh ta biết đường tuấn chỉ là tu vi động hư cảnh trung kỳ nhưng hiện tại chưa tới một năm mà anh ta đã hoàn thành bước nhảy vọt lớn như vậy. Từ đông hư cảnh trung kỳ lên đến cảnh giới thần quân, loại tốc độ này mà truyền ra ngoài sẽ dọa chết người. Đường Tuấn vỗ vỗ bờ vai của anh ta nói, không phải là anh suy nghĩ muốn đổi tên sao? Triệu Huyền nói một cách tự hào, còn phải suy xét gì nữa? Tôi cảm thấy cái tên này rất phù hợp với mình, nói không chừng tôi có thể trở thành một bảo tống tôn giả trong tương lai. Trong lòng mọi người đều thấy sai nhưng không nói ra, tên này thật sự là điên rồi, nếu đã nghĩ tới bảo tống tôn giả thì sao không nghĩ tới bảo tông thiên quân luôn đi. Triệu Huyền ngượng ngùng nói, thật ra nếu có cơ hội, ta không ngại bảo tống thiên quân đâu. Mọi người đột nhiên muốn đánh chết anh ta, tên này là thiên quân cái gì chứ? Mọi người nói chuyện phiếm một lúc, Đường Tuấn đã học được rất nhiều cách đề phòng và kinh nghiệm trong độ kiếp từ Thủy Miều Miều và Triệu Huyền. Trò chuyện xong, Thủy Miều Miều trở về hải tộc, Triệu Huyền cũng chuẩn bị trở lại vạn diệu cung. Đường Tuấn đưa một giọt nước thái cổ cho hứa vô sơn sau đó chuẩn bị quay trở lại tinh vực chu tước anh phải trở về trái đất càng sớm càng tốt. Ngay sau khi đám người Đường Tuấn rời khỏi ma địa không lâu, đại giới ma hắc ám xung quanh ma địa đột nhiên tập hợp lại. Cuối cùng hình thành hắc ám dày đặc hơn, tất cả những vật thể tiếp cận đều bị một lực hút cực kỳ đáng sợ hút qua đó, có chút giống như một hố đen. Vốn dĩ, sau khi Đường Tuấn và những người khác rời đi, rất nhiều tu học giả cảm nhận được sự biến động ở đây liền đổ xô đến đây xem, muốn vào trong ma địa tìm kiếm cơ hội một trong những vị bán bộ thần quân tự tin bước vào đại giới ma hắc ám nhưng không lâu sau nghe thấy một tiếng hét thảm thiết và rồi ngọc bài sinh mệnh của người đó vỡ tan sau khi xảy ra việc này những người chậm chạp mong muốn được tiến vào ma địa ngay lập tức dập tắt ý định mặc dù trước đây ma địa rất nguy hiểm nhưng không khủng khiếp đến mức như vậy nhưng giờ đây ma địa đã trở thành một nơi chết chóc rồi nửa ngày sau tin tức hai người Thủy Miểu Miểu và Triệu Huyền đột phá cảnh giới thần quân đã nhanh chóng truyền ra khắp Trung ương Ngân Hà. Cung Vạn Diệu như vỡ hòa trong niềm vui. Triệu Huyền vẫn chưa trở về thì trưởng giáo của Cung Vạn Diệu đã mang theo một số vị trưởng lão và tất cả các đệ tử đứng ở cổng của Cung Vạn Diệu sẵn sàng chào đón Triệu Huyền. Tuy Triệu Huyền còn là đệ tử, nhưng anh ta đã là thần quân là người đầu tiên của Cung Vạn Diệu trong mấy vạn năm nay có được niềm vinh hạnh này. Trường 3086, Mọi người không cần đợi lâu, khi từ xa nhìn thấy một thần quang truyền tới, đó chính là Triệu Huyền với vẻ mặt vui vẻ và tư thế hăm hỏ. Đó là sư huynh Triệu Huyền, thật là quyền lực. Sư huynh Triệu Huyền từ nay về sau sẽ là thần tượng của tôi. Có rất nhiều đệ tử mới nhập môn, nhìn thấy dáng vẻ đó của Triệu Huyền thì lập tức trong lòng cảm thấy bị khuất phục. Trưởng giáo của cung vạn diệu cũng vuốt sâu cười, đây là dáng vẻ mà cảnh giới thần quân nhất định phải có. Trưởng giáo, các vị trưởng lão. Thần Quang dừng lại trước cổng của cung vạn diệu và triệu huyền cúi đầu hành lễ trước trưởng giáo và các trưởng lão. Trưởng giáo của cung vạn diệu lập tức ngăn lại, nói triệu huyền, bây giờ cậu đã là thần quân rồi hôm nay là lần cuối cùng hành lễ. Triệu huyền gật đầu. Trưởng giáo của cung vạn diệu cười càng thêm dạng dỡ sáng lạn, nói triệu huyền, cậu đã trở thành thần quân rồi, cậu thích hợp làm trưởng giáo hơn tôi hai ngày tới tôi sẽ bày tỏ lòng tôn kính với tổ tiên của cung vạn diệu và thực hiện nghi thức truyền vị kiếm trưởng lão nói đúng vậy triệu huyền trở thành trưởng giáo sẽ không có ai phản đối sau khi cậu trở thành thần quân có lẽ đã đặt cho mình một danh hiệu đó là gì vậy mọi người đều nhìn với ánh mắt tò mò suy cho cùng anh ta là vị thần quân đầu tiên ở cung vạn diệu trong mấy vạn năm qua đại diện cho niềm vinh hạnh của cung vạn diệu danh hiệu có vang dội hay không mới là điều quan trọng nhất Đặc biệt là sau khi Triệu Huyền sắp trở thành trưởng giáo của cung Vạn Diệu, đến lúc đó người khác sẽ nói mỗ mỗ thần quân đến từ cung Vạn Diệu, tương đương với Triệu Huyền đại diện cho bộ mặt của cung Vạn Diệu nên tuyệt đối không thể mơ hồ. Triệu Huyền cười nói, trưởng giáo, các vị trưởng lão, cái tên tôi đặt nhất định rất kêu vang sau này nhất định sẽ theo tôi truyền bá khắp tinh hải. Trưởng giáo của cung Vạn Diệu nói, Triệu Huyền, làm người thì hãy nên khiêm tốn. Tất nhiên, cái tên phải có khí phách nhưng cũng không được quá bá đạo nếu không sẽ khơi dậy lòng thù hận của người khác. Được rồi, rốt cuộc danh hiệu của cậu là gì, mau nói cho tôi biết, ta còn cần khắc lên trên tấm ngọc bài của cung vạn diệu để tế bái tổ tiên. Triệu Huyền nói, tên tôi đặt là Bảo Tống. Cái gì? Trưởng giáo cung vạn diệu sướng sờ, những trưởng lão gần đó cũng vậy, chỉ có những đệ tử khác là không nghe rõ. Triệu Huyền cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp toàn bộ cung vạn diệu, danh hiệu của tôi là Bảo Tống Thần Quân, từ hôm nay trở đi tôi sẽ là thần quân đầu tiên của Vạn Ma Cung trong mấy vạn năm." Nơi đó im lặng như tờ. Vốn dĩ trưởng giáo của Cung Vạn Diệu lần đầu tiên nghe thấy cảm thấy không hay nhưng ông ta cũng không thể ngăn Triệu Huyền lại, giọng nói của Triệu Huyền đã lọt vào tai của tất cả các đệ tử của Cung Vạn Diệu. Chương 3087. Bảo tống thần quân, cái quái gì vậy? Thần quân còn có thể bảo tống sao? Đây là loại phục vụ gì vậy? Một ý nghĩ như vậy vang vọng trong tâm trí của các đệ tử cung Vạn Diệu. Triệu Huyền, cậu? Trưởng giáo của cung Vạn Diệu đã lớn tuổi, đã từng trải qua nhiều chuyện, nhưng lúc này cũng bị Triệu Huyền làm cho rất tức giận, tên khốn này đặt cái tên gì vậy? Triệu Huyền nhìn dáng vẻ của mọi người, trên mặt lộ ra sự đắc ý cười nói, "Thấy thế nào, tên của tôi có phải rất bá khí không? Có phải các người rất khâm phục tôi không?" Bảo tổng thần quân trong trung ương ngân hà hàng trăm triệu năm trở lại đây ai có thể giống như tôi chứ? Triệu Huyền, cậu câm miệng lại cho tôi." Trưởng giáo của cung Vạn Diệu cuối cùng không thể chịu đựng được nữa mà hét lên. "Trưởng giáo?" Biểu cảm của Triệu Huyền bối rối. Trưởng giáo hô hấp nặng nề, dường như muốn dùng chuyện này để xoa dịu cơn tức giận, nghiêm nghị nói, "Tuy Triệu Huyền đã trở thành thần quân có thực lực rất mạnh, nhưng lại thiếu kinh nghiệm vẫn chưa đủ đảm đương trọng trách." Tôi nghĩ tốt hơn là bây giờ cậu ấy chưa thể đảm đương vị trí trưởng giáo một cách tốt nhất, mọi người nghĩ sao? Vài vị trưởng lão lần lượt gật đầu, để cho tên này làm trưởng giáo chẳng phải sẽ khiến cung vạn diệu rất mất mặt sao? Triệu Huyền càng thêm bối rối, đây là tình huống gì vậy, tại sao vừa nói xong liền đổi ý rồi? Tuy rằng danh hiệu Bảo Tống Thần Quân thực sự có chút khó nghe nhưng đủ khí phách đồng thời cũng phản ánh quá trình tu hành của anh ta nên rất hợp lý, tại sao lại có thành khiến với điều này chứ? trưởng giáo cung vạn diệu khua khua tay và nói với các đệ tử khác, giải tán đi, nói xong, ông ta cùng các vị trưởng lão rời đi. Ông ta sợ rằng nếu ở lại lâu hơn nữa sẽ không thể nhịn nổi mà ra tay với Triệu Huyền, quan trọng là ông ta không thể đánh thẳng anh ta. Cuối cùng chỉ còn lại có Triệu Huyền vẻ mặt bối rối. Ngoài cung vạn diệu các thánh địa khác trong trung ương Ngân Hà cũng bị chấn động, trên một tiên các đạo nhất thần tử ngồi yên lặng trên nệm cói, toàn thân tỏa ra sự trói mắt toát ra khí tức thần bí vô tận. Đột nhiên có người bước vào tiên các và nói, thần tử, có ai đó trong thế hệ trẻ đã đột phá thần quân rồi. Đạo nhất mở mắt ra, ánh mắt khẽ động đậy nói, chẳng lẽ là Ngao Vấn Thiên sao? Sau vạn tiên hội, anh ta luôn chú ý đến tu vi của những người cùng tuổi này, trong số những người cùng trang lứa, chỉ có Ngao Vấn Thiên là có thể lọt vào mắt xanh của anh ta. Về phần Đường Tuấn, theo quan điểm của anh ta thì ngoài y thuật so với đạo nhất tương đối cao siêu ra thì Đường Tuấn cũng không có gì phi thường, cảnh giới tu vi của anh lại càng thấp đến đáng thương. Người đó lắc đầu và đáp, không phải Long thái tử mà là công chúa thủy miểu miểu của hải tộc. Đạo Nhất khẽ cao mày, trầm giọng nói, không ngờ vị công chúa của hải tộc này lại ẩn sâu như vậy. Nhưng dù sao cô ta cũng là công chúa của hải tộc, trở thành thần quân cũng có lý cho nên cậu cũng không cần làm quá như vậy. Người đó nói tiếp, "Thần tử, ngoài thủy miểu miểu còn có một người khác cũng đã đột phá cảnh giới thần quân, tên cũng rất kỳ quái." Sắc mặt đạo nhất thần tử hơi thay đổi nói, "Là ai?" Người đang đứng trước mặt anh ta là một thần quân thực sự, điều khiến anh ta mất bình tĩnh rất nhiều chính là sự xuất hiện của một nhân vật yêu quái. Người đó nói, "Đó là Triệu Huyền của Cung Vạn Diệu tên mà anh ta tự đặt cho mình chính là Bảo Tống thần quân." Chương 3088 đạo nhất thần tử sướng sờ, giống như để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm nên anh ta đã hỏi lại là gì. Người đó nặng nề gật đầu và nói, Triệu Huyền đã tự đặt danh hiệu cho mình là Bảo Tống Thần Quân. Trưởng giáo của cung vạn diệu vô cùng tức giận, bây giờ bọn họ không còn giao lưu với bên ngoài nữa rồi. Khóe miệng đạo nhất thần tử giật giật, dám lấy một danh hiệu như vậy, cho dù là trưởng giáo của cung vạn diệu tình tình có tốt đến đâu thì ông ta cũng sẽ tức đến chết dở sống dở người đó nói thần tử tôi nghe ngóng được tin tức xem ra đột phá của hai người đó có liên quan rất lớn đến đường tuấn đạo nhất thần tử nheo mắt lại không cần biết hai người triệu huyền và thủy miểu miểu như thế nào vốn dĩ anh ta không quan tâm đến bọn họ nhưng cái tên đường tuấn đối với anh ta lại có một ý nghĩa khác không phải bởi vì thực lực của đối phương mà là vì một người phụ nữ sau khi nghe những lời mà người đó nói xong đạo nhất thần tử im lặng một luồng khí thức mạnh mẽ phát ra từ trên cơ thể anh ta, lôi đình chi lực bao quanh cơ thể anh ta, một biển sấm bắt đầu tập hợp trên bầu trời. Đạo nhất thần tử thực sự ngưng tụ ấn ký sinh mệnh trong thế giới nhỏ lúc này trực tiếp độ kiếp. Cùng lúc này, ở địa tộc của Long Tộc, Ngao Vấn Thiên cũng nhận được những tin tức giống như vậy. Anh ta gầm lên một tiếng rồng đáng sợ rồi hóa thành tử kim thần Long tạo thành biển sấm trên bầu trời, đắm chìm trong lôi đình anh ta cũng không muốn bị người khác bỏ lại phía sau, dũng mãnh độ kiếp. Ngoại trừ đạo nhất và ngao vấn thiên, thần tử thánh nữ khác của các thánh địa đều lần lượt nhận được tin tức này, có người trực tiếp độ kiếp cũng có người bế quan khổ tu. Nếu bọn họ còn không nhanh chóng nắm bắt thì Triệu Huyền sẽ càng ngày càng đá bọn họ ra xa mà Đường Tuấn thì gắng sức đuổi kiếp. Bọn họ không muốn thua một thần quân được bảo tống lên kể từ sau khi Chu Tước Thần Quân mạnh mẽ trở về Táng Cổ tri Địa thì địa vị của ông ta ở Thánh Địa càng ngày càng ổn định. Thực lực đáng sợ của vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thần quân đủ để khiến kẻ địch ở dưới lệnh tôn giả phải do dự. Phải biết rằng có gần 1.000 thần quân trong Trung ương Ngân Hà và nếu có thể xếp hạng nhất trong trên bảng xếp hạng thần quân thì có thể thấy Chu Tước thần quân khủng khiếp như thế nào. Đường Tuấn quay trở về thần Triều Chu Tước và gặp Chu Tước thần quân trên một lầu gác của Vương Triều hai tay của chu tước thần quân đạn sau lưng tuy rằng không để lộ ra bất kỳ khí thức nào nhưng lại cho người ta cảm giác hư ảo dường như muốn dung hợp với mảnh trời đất này có khí chất bất cứ lúc nào cũng có thể mọc cánh trở thành tiên ẩn giấu trong đó trái tim đường tuấn đông cứng lại sắc mặt hơi thay đổi thầm nói không phải chu tước thần quân đã trở thành tôn giả rồi chứ Tuy rằng hiện tại anh đã đạt tới đỉnh phong của động hư cảnh thực lực có thể sánh ngang với thần quân nhưng đối mặt với Chu Tước thần quân anh vẫn có cảm giác khiêm tốn không đáng kể, có vẻ như ánh mắt của đối phương có thể dễ dàng giết chết anh. Cậu đã tiến bộ rất nhanh. Chu Tước thần quân không quay đầu lại nói, với thực lực bây giờ của cậu thì cho dù đối mặt với những tu hành giả cảnh giới thần quân sơ kỳ vẫn có sức chiến đấu. Nhận xét kiểu này đã rất cao phải biết rằng bây giờ Đường Tuấn đang ở đỉnh phong của động ngư cảnh tương đương với có thể chiến đấu vượt cảnh giới. Cho dù loại tư chất này được đặt ở một nơi có thiên tài ở khắp mọi nơi như trung ương ngân hà cũng được coi là khủng khiếp. Chu Tước thần quân tiếp tục nói, nhưng bởi vì như vậy, năng lượng và sức sống mà cậu cần để ngưng tụ ấn ký sinh mệnh gấp hàng chục lần thậm chí hàng trăm lần những tu hành giả bình thường. Những lôi kiếp mà cậu phải đối mặt còn đáng sợ hơn bọn họ rất nhiều. Cậu ghi nhớ điều này. Đường Tuấn gật đầu, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Sau khi đưa cho hứa vô sơn một giọt nước thái cổ, trong tay anh vẫn còn hai giọt, trên đường trở về đã dùng hết rồi nhưng thế giới nhỏ vẫn im lìm vẫn không có cảm giác ấn ký sinh mệnh sắp sửa được sinh ra. chương 3089 Chu Tước Thần Quân xoay người, ánh mắt đột nhiên nhìn vào chó con bỏ A Bảo dưới chân đường Tuấn. Ánh mắt không hề bận thoáng qua một chút kinh ngạc, ông ta khế động đậy ngón tay, con chó nhỏ con a bảo đã thu nhỏ lại sau lưng đường tuấn xem ra nó vẫn rất sợ chu tước thần quân lúc này dường như cũng không dám lộ ra bất mãn trước mặt ông ta mà là cung kính nói kính chào đại nhân chu tước thần quân cười nhẹ nói tôi còn tưởng rằng giống loài của ngươi đã tuyệt chủng a bảo hơi sửng sốt nói đại nhân biết tôi sao nó luôn ngủ trong hồ ở ma địa đám người đường tuấn là những người đầu tiên nó nhìn thấy trong hàng vạn năm thêm vào đó, trí nhớ của nó về bản thân dường như đang ở trong trạng thái hỗn loạn. Chu tước thần quân không nói nhiều, mở ra sự chấn áp với A Bảo, nó trở lại dưới chân đường Tuấn. Tuy rằng muốn tiếp tục hỏi thêm, nhưng đối mặt với thực lực mạnh mẽ khó lường của ông ta thì nó cũng không thể hỏi tiếp. Đường Tuấn hỏi, thần quân, lẽ nào con chó nhỏ này là sinh mệnh thái cổ sao? Chu tước thần quân chế nhạo nói, cậu cho rằng sinh mệnh thái cổ là cái gì, có thể dễ dàng gặp được như vậy sao? ngay cả tôi cho đến nay cũng chỉ mới gặp hai sinh mệnh thái cổ. Nhưng con chó nhỏ này quả thật có chút nguồn gốc, nếu cậu huấn luyện nó tốt, có thể nó sẽ có ích trong tương lai. Đường Tuấn cũng không thất vọng, nếu con chó nhỏ không biết xấu hổ này thực sự là sinh mệnh thái cổ thì mới khiến người ta không nói nên lời. Sau đó, anh kể cho Chu Tước Thần Quân chi tiết về những gì đã xảy ra ở Ma Địa. Nghe xong, Chu Tước Thần Quân nhíu mày, nói, nơi đó không phải là nơi chôn cất ông ta chứ. Thấy vẻ khó hiểu của Đường Tuấn, Chu Tước Thần Quân giải thích, người đó rất có thể là cường giả cảnh giới thần quân mạnh nhất trong kỷ nguyên trước, thậm chí thực lực của tôi có thể cũng không sánh được với ông ta. Tôi có biết một số điều trong một số cuốn sách cổ. Ở kỳ nguyên trước, có một vị thần quân đã luyện rất nhiều phân thân, rất khó giết chết. Nhưng khi kỳ nguyên trước sắp sụp đổ, vị thần quân đó đột nhiên biến mất và dường như lúc đó ông ta đã từng chiến đấu với Tôn Giả. Vẻ mặt của Đường Tuấn đột nhiên thay đổi liên tưởng đến nội dung của tấm bia đá trong lòng anh dường như đã hiểu ra điều gì đó chu tước thần quân không nói thêm nữa nói hiện tại tu vi của cậu đã tạm được coi đủ rồi đợi đến khi cậu đột phá thần quân có nhiều chuyện tự nhiên sẽ biết thôi đường tuấn gật đầu hỏi thần quân tình hình ở trái đất như thế nào rồi anh lo lắng bận tâm đến trái đất cho nên mới mau chóng quay lại chu tước thần quân cười nói yên tâm đi Cậu nghỉ ngơi một ngày ngày mai tôi sẽ đưa cậu trở về trái đất. Vẻ mặt của ông ta đột nhiên trở nên nghiêm túc rồi nói, e rằng tôi sẽ không thể đi cùng cậu đi đến vùng đất hóa rồng của Long tộc rồi. Tiếp theo tôi có một việc rất quan trọng phải làm nhưng tôi đã sắp xếp tất cả mọi thứ cho cậu rồi. Đợi cậu từ trái đất trở về hãy đến vùng đất hóa rồng của Long tộc xem liệu cậu có thể tận dụng cơ hội để đột phá cảnh giới thần quân hay không. Chương 3090. Khi Đường Tuấn thấy vậy trái tim anh như thắt lại. Anh Đường, không thấy Mộ Thanh đâu rồi? Đường Tuấn vừa rời khỏi nơi ở của Chu Tước Thần Quân và Ly Thanh Trần đã tìm đến anh. Vẻ mặt của Đường Tuấn hơi thay đổi và Ly Thanh Trần đưa cho anh một cái ngọc phù nói với một chút lo lắng, "Đây là thứ mà ông lão Đan Thanh trưởng giáo của Độc Cô cung bảo tôi đưa cho anh." Đường Tuấn cầm lấy ngọc phù, tâm trí thâm nhập vào trong đó, anh cảm giác được ý niệm tồn tại trong đó. Những gì hiện ra trong tâm trí của Đường Tuấn là một chiến trường hai bên đánh nhau rất kịch liệt ở chiến trường phía dưới các hành tinh đang bùng cháy bởi chiến tranh và đang trong tình trạng sụp đổ vô số tu hành giả la hét thảm thiết bay ra khỏi các hành tinh giọng nói của ông lão đan thanh vang lên hành tinh này chính là quê hương của mộ thanh ý niệm của ông lão đan thanh liền biến thành ông lão xuất hiện ở bên cạnh đường tuấn cùng anh nhìn xuống chiến trường phía dưới mặc dù hai bên đã cố gắng hết sức để tránh hành tinh này nhưng dù vậy Hành tinh này vẫn đang trên đà sụp đổ trong một khoảng thời gian ngắn và không biết có bao nhiêu sinh vật đang chết. Ông lão Đan Thanh thở dài nói: Hai bên trong trận chiến này là một vị thần quân thuộc dòng dõi trái đất của các cậu và một vị thần quân của tinh vực Bạch Hổ. Sau trận chiến đó, hành tinh quê hương của Mộ Thanh đã bị hủy diệt rồi. Sau đó gia tộc bọn họ phiêu bạt hàng ngàn năm. Mộ Thanh được sinh ra trong môi trường như vậy, cuối cùng cô đã trải qua muôn vàn khó khăn để được Độc Cô Cung chấp nhận sau đó ông ta mới nhìn Đường Tuấn nói, bây giờ cậu đã hiểu rồi chứ? Vẻ mặt Đường Tuấn khẽ thay đổi rồi gật đâu. Lúc này anh cũng hiểu tại sao Mộ Thanh lại có sự thay đổi như vậy sau khi biết anh đến từ trái đất, có lẽ trong lòng cô ta chỉ có dược đường chứ không phải Đường Tuấn. Mộ Thanh hiện tại đã trở về địa tộc để tiến hành khổ tu. Thể chất của cô ấy tương đối đặc biệt, bây giờ trong lòng lại còn đang bị vấn đề tâm lý, tôi sợ rằng việc tu hành của cô ấy sẽ đi chệch hướng. Ông lão đan thanh nói, nếu có thời gian, cậu có thể đi gặp cô ấy một chút. Dù cậu không còn là dược đường nhưng cậu cũng có thể cho cô ấy ít nhiều hy vọng. Đường Tuấn nghe xong, trong lòng có chút chua sót. Mãi cho đến khi ý niệm của ông lão đan thanh tan biến, vẻ mặt đường Tuấn mới từ từ bình tĩnh trở lại. Anh cẩn thận cất ngọc phù đi. Bây giờ trái đất gặp phải đại nạn anh không thể mặc kệ mà đi tìm mộ thanh, rồi sau này rồi hãy tính tiếp. Ngày hôm sau, trong truyền tống trận của ở Chu Tước Thần Quân đường tuấn đứng ở chính giữa với con thú nhỏ A Bảo đứng dưới chân, và xung quanh không có một ai. Bên ngoài truyền tống trận có Chu Tước Thần Quân, Thần Đế Thần Triều và những người khác. Ông ta chỉ vào truyền tống trận và nói, một truyền tống trận thông thường không thể dịch chuyển xa như vậy, nhưng lần này tôi đã cải tiến truyền tống trận để có thể dịch chuyển cậu đến nơi gần trái đất nhất. Tuy nhiên Truyền tống trận này có một nhược điểm lớn là chỉ sử dụng được một lần và không thể cố định điểm đến. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 3090.